Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn download và cài đặt Node.js trên Windows 10. Thì tôi sẽ vô Google và tôi sẽ gõ Node.js.org. Rồi tôi sẽ đi vô cái trang chủ của nó. Và hôm nay thì nó có hai cái phiên bản. Đó thì có một cái phiên bản là nó khuyên user dùng là phiên bản này. Còn cái phiên bản current là cái phiên bản lấy tịt nhất nhưng mà nó không có phiên dùng. Thì chúng ta sẽ dùng cái phiên bản này. Tôi sẽ download cái phiên bản này về và xài. Rồi tôi sẽ đi mua cái file này qua cái folder của tôi. Đây tôi sẽ để ở đây và tôi sẽ double click cho cái file node này. Tôi click cho net này. Tôi click cho iOS này. Tôi click cho net 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 này. Rồi tôi click cho install này. Rồi tôi chọn Jet này. Rồi nó đã cài đặt success, tôi đi cho finish này. Rồi bây giờ chẳng hạn như tôi sẽ mở CMD lên và tôi kiểm tra xem là node đã được cài đặt success hay chưa. Thì tôi sẽ có là node trừ B. Đó thì nó đã báo là node có cái version là 14.7 như vậy, tức là nó đã cài đặt success. Đó, như vậy hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn download và cài đặt Node.js ở trên Windows 10 success. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.